giá FTT sáng ngày 29 tháng 6 đặt quanh vùng 25,7 đô. Tiếp nối bài nhận định trước của chúng tôi về giá FTT trong ngày 14 và ngày 22 tháng 6, token này đã hồi phục 33% ngay sau khi giá về vùng 19 đô đến 22 đô mà chúng tôi đã phân tích. Về dài hạn, chúng tôi nhận định và kỳ vọng giá FTT sẽ giảm về quanh vùng 10 đến 11 đô. Về ngắn hạn, theo khung 1D, giá FTT hiện đang có một nhịp tăng giá nhẹ. Chúng tôi kỳ vọng FTT đạt mức cao nhất là 30 đô đến 33 đô. Tuy nhiên, sau đó, FTT sẽ tiếp tục giảm trở lại về mốc gần nhất là 19 đô đến 22 đô. Các bạn hãy theo dõi video tổng quan thị trường crypto lúc 19 giờ mỗi tối trên Skyverse TV để nắm thêm nhiều thông tin nhận định và chỉ số thị trường crypto mỗi ngày. Skyverse TV, kênh thông tin chuyên biệt về tiền số hóa và công nghệ blockchain.